Chào chào mấy dạ, chú chúc bà bà khỏe. chúc bà chú giả nhiều sức khỏe. Hôm nay bà cô chú giả hôm nay là ngày 22 tháng 10 là ngày sinh nhật ốc tiêu. Thường thường á sinh nhật của hai đứa con thì tiêu sẽ tặng quà cho hai đứa con. Nhờ thì hôm nay tụi con sẽ tặng lại quà cho tiêu. Còn hôm bữa tụi con đã tặng cho tiêu một cái tã, cái đó chỉ là quà vui thôi. Nó có tiêu giận con quá trời mà con xin lỗi rồi. Nên là bây giờ con sẽ đi mua quà mới tặng tiêu cho tiêu không buồn. Rồi chiều nay mình sẽ ăn sinh nhật rồi tặng quà cho tiêu nha bà cô chú. Không bà với lại ông bà cô chú giả thông cảm. Hồi nãy em con mới bị trúng chân nên mặt con em hơi ổ. Mặt em con hơi ổ tí. Ông bà cô chú giả dạ. Ông bà cô chú giả thông cảm cho con. Giờ tụi con sẽ chuẩn bị đi. Đi sợ. Dạ bà cô chú ạ. Dạ ông bà có khỏe. Giờ con đã tới cái chỗ được chơi hồi nhỏ tụi con hôm mua này, giờ con sẽ vô món quà cho tiêu chơi. Vô lựa chọn chào mời. Chào mừng mai con tới con mua quà cho em. Dạ em 5 tuổi. Bữa con hỏi tiêu thích xe điều khiển. Dạ, để hỏi Út xe điều khiển đâu. Xe điều khiển à? Có mười xe điều khiển đâu. Quá trời quá. Mà ta tiêu thích tiêu nó xe điều khiển đặng cho tiêu xe nào ta, mua cho tiêu xe tăng không? Ờ, cũng được. Yes, we sẽ tăng rồi. Ông tôi nói xe điều khiển, mua cho tiêu xe gì? Mua rồi, mua cho tiêu. Có đi, có chỗ. Chiếc con không biết nữa. Con thấy chiếc này nè. Con thấy chiếc này. Hầu ơi. Chiếc này đẹp mà. Cái đó cũng được. Ủa chiếc này. Thôi chiếc khác đi. Chiếc. Cho con qua xe. Chiếc nào rồi? Chiếc này đi. Chiếc này đi. Thôi em nghĩ. Đua đi. Chiếc này á. Xe đua đi. Ok, xe đua hả? Nè. Dạ. Dạ. Số mua gì không? Không bán hay hả? Số. Hai cái chung hả? Dạ. Số mua gì không? Số. Anh Nam mua gì không? Không. Mua đi, mua đồ chơi đi, lâu rồi sợ mua đồ chơi. Cái này bằng pin hả? Nào, không, cái này chơi bình thường, không bằng pin gì hết. Dạ. Mua cái này. Mua nào? Mua đem lại Út về mà gọi đi. Cái này có chơi bằng pin không? Nó là gồ. Ui. Cửa hàng đồ chơi này là hai mua từ hồi nhỏ luôn á. Con mua từ hồi nhỏ chứ bộ. Hai mua sớm hơn sữa, lúc hai năm năm bốn năm tuổi là hai mua. Hai ba tuổi là tôi lên mua. Nam hai học lớp mấy rồi? Dạ lớp 4. Anh hai 9 tuổi. Chào mấy chú dạ, bà chào bà chuyên giả, chúc bà khỏe. Bây giờ đã tối rồi, bây giờ tụi con đang nướng đồ ăn để ăn mừng sinh nhật của Út Tiêu. Hiện tại bà đâu đây? Chào bà cô chú chị ơi. Chào ông bà cô chú. Khoanh tay chúc cảm ơn bà cô chú anh chị chúc mừng sinh nhật mình nè. Cảm ơn bà cô chú. Chúc mừng sinh nhật quê sinh nhật nhớ tuổi. Chúc mừng sinh nhật con. Sinh nhật năm tuổi hả? Sinh nhật năm tuổi. Năm tuổi em mà. Dạ.
Phải 5 tuổi không? Phải. Phải là 2 tuổi. Sao 5 tuổi nhìn nhỏ con vậy? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Dạ. Ngon ha, giỡn không? Dạ ngon. Có món gì á anh hai? Dạ, có món sườn nướng. Có sườn món sườn đen hả? Còn biết nữa. Sườn nướng. Dạ có món tôm nướng cô mày. Tôm đen nướng hả? Đang nướng. Trời ơi. Ngon nha tao. Bởi vì ở nhà mình không có công nghệ nướng ha. Cho nên là nó con cho con mát nha mày gì. Để cho con leo lên lấy ngói của ngoại nướng kìa. Cái ngói của ngoại về giống hồi xưa nữa. Ngon quá, chậm quá. Sao khó dữ vậy? Ủa anh hai với sữa có quà cấp tiêu chưa? Dạ rồi, tôi con giấu rồi. Giấu rồi, chừng nào mới tặng? Mà quay tự nhiên mua nữa thôi. Hả? Xíu nữa mới tặng hả? Dạ, em nhớ nè. Tặng tả nữa hay là gì? Dạ không, dạ. Tặng này đẹp hơn. Được không? Đẹp. Tặng này đẹp lắm. Tặng tả nữa chứ? Không phải tả. Không nói. Đừng nói anh hai. Cái này là... Đừng nói. Không phải luôn. Không phải gì á. Sữa ơi, cho con nghe ra nghe. Đó là... Đâu, nghe ra. Nghe ra đây sữa. Xè. Đâu, nghe ra nghe ra hả? Anh hai. Mở luôn sữa, mở lên rồi. Ủa sao mất cái răng rồi? Cha mày chia giả cho mẹ khỏe. Dạ, hiện tại tụi con đã ăn sinh nhật của Tiêu xong rồi. Rồi. Tụi con đã no rồi, bây giờ con sẽ mang quà cho tặng Tiêu, chắc chắn Tiêu bất ngờ lắm. Xong rồi, Tiêu khui ra chắc bất ngờ lắm á. Ờ, tôi nói nhỏ nè, đó là xe điều khiển á. Đừng nói cho ông bà chú nha. Nói ông bà của chú không bất ngờ. Con nói nè, quay sửa. Hả? Con nói nè, ốc Tiêu ơi. Hôm nay sẽ tặng tả Tiêu. Hôm nay sinh nhật của ốc Tiêu nè, chị sửa sẽ tặng tả cho ốc Tiêu nha. Ok. Chị cười một lấy thì mình đang về. Xong rồi khui ra ốc Tiêu. Thấy ốc Tiêu, sợ bà Tiêu thích quá đi thôi. Ừ. Không, đừng có tặng cả mày nữa, tặng quà thôi. Chị... Nè, sữa có quà nè. Bịt mắt lại đi. Bịt mắt lại. Bịt mắt lại. Hôm nay sinh nhật Tiêu, hôm nay lại tặng tặng quà cho Tiêu. Đó chính là tả. Tả tiếp. Giỡn rồi. Nó giỡn á, chứ này quà khác. Ờ, cái này hôm nay tặng nè. Tả ra nè, anh hai với chị ba. Không có tặng tả. Không có tặng tả nè, nghe nè. Thôi không tặng tả thôi, mình đi khui ra. Tiêu. Mình khui quà. Anh hai với chị ba tặng tả. Tiêu. Tiêu nghe nè. Tiêu. Tiêu nghe nè Tiêu. Tặng tả là chị sửa khui quà nha. Tặng quà khác. Tiêu nghe nè Tiêu. Tặng quà khác mới là tả. Đâu phải tả đâu nè. Đó, lẹ lên chú đó. Dạ thì con dạ là tặng tặng con. À lắc cho nghe luôn rồi đó. Có sao không? Con xe điều khiển nè nè thôi chị sửa nè. Xin lỗi ngày gì sửa chồng anh không có chờ gì hết á. Đừng có tặng tả em nữa nha. Thì hồi nãy Tiêu nói là Tiêu tưởng đâu tả thì anh hai lắc cho nghe, Tiêu không nhận thì rơi khu ra. Ờ cái xong rồi Tiêu không nhận mà sửa nhận rồi vui đây thì em đâu biết đâu, tự nhiên sửa lại chị sửa lại lấy rồi thì tự nhiên sửa giật lại. Rồi, cảm ơn em Bin. Ủa thì hồi nãy đi đâu nó nhận đâu lại Tiêu lại. Cảm ơn em Bin đi. Giờ quà sinh nhật tả thì cũng nhận nữa. Miễn tấm lòng. Rồi vô chưa? Ai muốn? Cảm ơn chị sửa với anh hai con. Không, không cảm ơn cũng được. Sửa không? Mà dèo không à. Bao hai. Giờ vui chưa? Bao chừng nè. Vui rồi, cảm ơn anh hai, cảm ơn chị sửa đi, cảm ơn bà con chú nè.
Dạ cảm ơn bà chú. Cảm ơn ông bà cá chú. À đây. Bé Sữa đang làm gì vậy? Dạ con đang chơi đồ chơi bán hàng cho ông bà chú nhẹ chúng bao khỏe. Giờ con sẽ nấu nước sôi nấu. Vui không con? Vậy không. Sao vậy? Nè hồi bữa hồi nãy bác sĩ hồi chú bác sĩ kêu con làm nè. Đây là con nhớ gần quá biết sao nhớ gần con bà chú. Bác sĩ nói là sức thuốc là nó tự rụng ra mà bác sĩ ơi treo con là sức thuốc xong rồi xuống miệng rồi bẻ gân ra luôn á. Ủa vậy hả? Vậy hả? Bác sĩ bẻ gân con luôn hả? Trời ơi, thể theo yêu cầu của ông bà của chú chị á, nói Khương Dừa là nên dẫn trà sữa tới nha sĩ để nhổ răng. Đó thì hôm nay Khương Dừa đã dẫn nhà trà sữa đến nha sĩ để nhổ răng rồi ông bà của chú chị. Đó, con nha răng ra đây con bà của chú chị thấy lẹ chưa? Rồi giờ chống hai cái luôn hả? Ăn uống có khó khăn gì không? Dạ có. Dạ hả? Vậy nhưng mà tại biết sao không? Tại bác sĩ sợ con đau á cho nên bác sĩ nói vậy đó. Cho con đừng có sợ sao bác sĩ thoa thuốc tê vô xong bác sĩ lấy cái kềm bác sĩ dặn cái gớt luôn. Chảy máu một xíu à. Phải nhổ chứ thôi để mốt cái lòi sĩ nhìn xấu lắm biết không? Mình phải cảm ơn bác sĩ nghe không? Dạ. Nè giờ con đang làm bánh nè em bà chú. Nè giờ con sẽ làm bánh cho mọi người ăn nha. Giờ mất cái. Dạ chồng. Dạ chị muốn ăn gì dạ gọi menu đi. Mất cái răng buồn rồi hả? Dạ. Dạ chị. Dạ chú gửi đồ ăn gì? Mời cô chú gì thấy chưa? Chống lại cái mắc cười không? Chị chọn món ăn gì? Có món gì hả? Chú mặn. Chú chọn món ăn gì? Dạ món gì vậy? Có món gì ạ? Dạ. Mình chọn đi. Bên em có nhiều món lắm, nhiều loại lắm. Bò bít tết đi. Bò bít tết. Dạ hôm em hết bò bít tết rồi. Dạ em là hôm bữa. Dạ hết hôm bữa tại nhà em hết thịt với lại hết rau rồi. Chứ còn rau cải rồi, chứ còn rau cải không còn rau. Xin dạ ăn bánh kem được không? Tại bánh kem ấy ạ. Dạ bánh kem ok. Đầu tiên mình cần nguyên liệu đó là một ít nước. Bỏ một ít đường. Bộ đồ chơi này mua cùng lúc với lại mua quà tặng cho Tiêu nè. Giờ ngồi chơi mình đây nè. Nước sôi. Ok. Có chưa chị ơi? Dạ chưa. Dạ mời chú ngồi xuống. Dạ. Dạ sinh tố đúng không? Dạ, dạ giờ rồi. Mình sẽ làm sinh tố chứ. Dạ. Ok. Nay sinh nhật có Tiêu vui không con? Dạ vui. Giờ con sẽ nấu một cái bánh cho Tiêu. Một ly nước. Đổ sinh tố vô. Ok. Dạ nước. Đây. Dạ hôm nay mình ăn bằng. Dạ hôm nay mình có cái bấm khác hơn nên là mình sẽ ăn bằng ly luôn nha. Dạ. Dạ ở bên đây là ở Nhật Bản nên là người ta ăn khác tí. Dạ em bên em chỉ ăn sushi à. Dạ. Dạ một phần sushi hả? Ok. Dạ một phần sushi à. Mọi người về rồi. Rồi mọi người về đó. Mọi người ăn sinh nhật cocktail mọi người về. Con có cho cá ăn chưa? Con có cho cá ăn chưa? Dạ trời. Sau đó thì rồi em bỏ một ít đường vô. Sao sữa thích chơi đồ hàng quá vậy? Dạ. Sao sữa sữa thích chơi đồ hàng quá vậy? Hả? Thích buôn bán quá vậy? Dạ tất nhiên rồi. Thích làm đồ bếp quá hả? Lớn lên sữa làm bầu bếp không? Hả? Ok, bỏ nhiều nước lại mới ngon. Rồi, thôi sữa cứ chơi đi ha. Thôi ta chào bà cô chú chị đi. Ha, rồi cha chơi với sữa ha. Dạ. Rồi, chào tạm biệt bà cô chú đi con. Cảm ơn bà chú. Dạ, cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video Khương Dừa con. Kính chúc quý bà cô chú nhiều sức khỏe.
Quý bà cô chú chị nhấn like video này nha. Dạ, chia sẻ và bình luận. Cảm ơn nhiều. Hẹn gặp lại ạ.